Ngày đầu về làm dâu thì nên làm những cái công việc gì? Đây là câu hỏi của nhiều nàng sắp về làm dâu, còn nhiều bỡ ngỡ và còn lúng túng không biết phải làm như thế nào. Thì việc đầu tiên là phải dậy sớm. Các nàng dâu hiện đại tất nhiên là sẽ không phải dậy từ tờ mờ sáng, nhưng cũng không được giữ cái thói ngủ dậy trễ như hồi còn độc thân hay còn sống với bố mẹ đẻ. Mẹ chồng dù có dễ tính tới cỡ nào cũng không hài lòng với con dâu khi mà ngày đầu về làm dâu lại ngủ nướng. Các nàng nên thể hiện trách nhiệm và có nề nếp sống, thay đổi giờ giấc để hòa nhập với gia đình chồng. Thứ hai là nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Các dâu phải dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa, quét dọn sân, nhà, phơi quần áo, lau chùi nhà cửa để thể hiện rằng bạn không phải là một cái người nhát việc nhà, thể hiện một lối sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, nói lên rất nhiều về tính cách của người phụ nữ. Mẹ chồng cũng sẽ hài lòng với cô con dâu như vậy. Gia đình chồng và chồng của bạn sẽ rất là tin tưởng và hạnh phúc khi cùng bạn xây dựng một gia đình trọn vẹn. Sự đảm đang và trách nhiệm với gia đình sẽ giúp cho bạn xây dựng được hình ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang trong mắt nhiều người. Việc thứ ba là chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mẹ chồng. Ở góc độ là một người dâu mới, bạn phải tạo ấn tượng tốt với gia đình chồng qua việc bếp núc. Nếu như bạn tự tay chuẩn bị một bữa ăn sáng cho mọi người trong gia đình, còn nếu không, bạn có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với mẹ chồng. Bên cạnh đó là học hỏi cách nấu ăn từ mẹ chồng để lấy điểm từ mẫu thân trong gia đình. Dù bạn không thể nấu được những cái món như ý của mẹ chồng, nhưng bạn có được tinh thần sẵn sàng học hỏi, điều này cũng sẽ ghi điểm rất nhiều trong mắt mọi người. Việc thứ tư về ăn mặc phải kín đáo, gọn gàng. Bạn hãy luôn nhớ một điều này là khi mới về làm dâu, chưa biết về lối sống của gia đình chồng như thế nào, thì bạn không nên mặc những cái trang phục hở hang, như thế có thể làm cho mọi người khó chịu. Bạn nên ăn mặc gọn gàng, kín đáo. Khi lấy chồng sẽ không giống như thời còn độc thân, ăn diện thoải mái được. Việc làm này là đang tôn trọng mọi người trong gia đình. Thứ năm là giữ khoảng cách với chồng. Đây là một điều tối kỵ nhưng một số bạn vẫn thường mắc phải. Bạn nghĩ rằng là thân mật với chồng của mình chứ ai đâu mà sợ, nhưng có thể như thế sẽ khiến cho mẹ chồng của bạn không hài lòng. Họ cho rằng đó là một cái hành động thiếu ý thức, không phù hợp và thiếu tôn trọng họ. Bên cạnh đó thì mẹ chồng sẽ cảm thấy khó chịu khi mà thấy con trai mình là phải đi làm những cái việc nhỏ nhặt. Với nhiều người mẹ chồng, họ cho rằng con trai mình là chủ gia đình, quyết định những việc quan trọng. Nên là chúc mặt mẹ chồng bạn đừng có sai vặt chồng nhé. Nếu chưa hiểu về gia đình chồng thì nên tránh những cái việc như thế này. Tiếp tới là hãy tặng quà một cách tinh tế cho gia đình chồng. Nếu ngày đầu về làm dâu, bạn cũng nên thể hiện một chút thành ý với gia đình chồng. Ngày đầu về làm dâu thì bạn cũng nên thể hiện một chút thành ý với gia đình chồng. Bạn có thể tặng những cái món quà tinh tế, có thể là những cái món quà không quá là đắt tiền nhưng lại chứa đựng tấm lòng của bạn. Cũng là những món quà đầu tiên về nhà chồng, món quà cảm ơn gia đình tương lai, thì bạn có thể tặng cho mẹ một chiếc khăn tay, trang sức hoặc những cái sản phẩm dưỡng da, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe.